báo rồi các bạn ơi. Đó là mấy anh em cụ lúa đang chờ máy cắt nó lại để sang lúa nghe các bạn. Lồng bữa nay thu hoạch gỗ rồi các bạn. Trời ơi trời, trẻ à, trẻ à. Nó 105X của nó màu vàng cam đã lắm các bạn ơi. Tiếp tục sang lúa ra. Bữa nay có nền ngon với chuột vậy đó hả? Sáng giờ bắt được con nào chưa? Cô Tý, sáng giờ bắt được con nào không? Có nền à trời. Hai thằng kia nó trên máy có thấy nó dí đâu. Rất hợp luôn rồi. Rồi qua đây xem mấy anh em sang lúa nha các bạn. Rồi xa xa có một cỗ lúa của anh em mình đang chạy vô nữa nha các bạn. Máy 100 rồi 70 rồi, bữa nay dữ lắm rồi. Đại máy này ra trước nha các bạn ơi.
Còn ngoài này cổ đang chạy vô nữa các bạn. Quay trên kia tao hẹp. Xem anh em mình tiếp tục làm việc nữa nha các bạn. Vụ lúa vô tới rồi, đang cắt lúa ra các bạn ơi. Ngoài kia thì cái cổ lúa nó đang chạy đi chứ. Chiếc máy cộ này của 105 cam nè nha các bạn. Đây là bãi lúa mà anh em mình đã chắc rồi nè. Ở khu này người ta trồng OM18 không nha các bạn ơi.